Hôm nay chắc cũng dịch này cũng mù chữ rồi, tại vì tôi cũng vì từ điện kinh tế tôi cũng đi mua đi bơm chải cuộc sống mà. Mình ra có rảnh đó thì mua giấy tờ, mua tập sách đồ đó, viết rồi đó. Chỉ dạy cho nó viết với mấy tập mà nó đồ chữ cái rồi đó. Ban xã là nó kêu dùng ngoại chích lục và giấy cây xanh, làm lại giấy cây xanh là có họ tên cha rồi, xong rồi cái giấy cây xanh đó xong bắt đầu mình mới bên kêu ngoại cháu là giờ cháu ở đây mà ông cậu ngoại thì nó cũng cái vấn đề mà lợi trong nó ở trong Sài Gòn á, ví dụ mua bảo hiểm bệnh hoạn nè, nó bệnh hoạn thì tôi có, đâu có gì đâu, không có giấy tờ, thậm chí mẹ giờ ở đây cháu bây giờ ở đây cũng chưa có đăng ký tạm trú được nữa, giống như người dân vậy đó. Nó ấy giờ mình muốn ấy vô đặng mình cắt hộ khẩu ngoại vô đặng mình thí dụ bên ngoại có thương vụ gì cũng cháu ngoại người ta đúng không, anh cho anh tạo điều kiện đặng làm hộ khẩu thì anh thí dụ mai chiều anh vô anh thăm cháu thì đâu có ai mà ấy đâu, mà giờ làm khó mình đã khó khăn mà lấy vậy mình nuôi nuôi thằng nhỏ tốn phải tốn thêm tiền hơn 20 triệu tiền ấy nữa, anh thấy cái vấn đề ở chi nuôi mà không tốn nó, bây giờ mình phải vừa đâu có thể ngờ mà cháu nó vậy, thì bây giờ mình tạo điều kiện là kêu đi ủy ban dân quyện kêu đi về ngoại đặng 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 ấy, mà chi phí đây về ngoại quá quá ấy, kinh tế giờ nó khó khăn rồi, đi về ngoại đâu phải một số 1 triệu mà làm xong đâu anh, không phải cái ví dụ mình đi về ngoại rồi mình lợi gia đình bên cháu bên ngoại cháu á, người ta có chịu cắt hộ khẩu hay không nữa, chịu cho cắt không, tại vì bao nhiêu năm mình nuôi đây rồi, bây giờ người ta có chịu cắt không đó, rồi cắt rồi bắt đầu mình ở đâu ở ngoại, mình ra ngoại một mình lâu quá lâu rồi phải ở thì chi phí ăn uống nữa, dịch bệnh này ấy nữa, rồi trong khi đây đi làm thất nghiệp nữa, tiền đâu mà ấy vậy, tốn kém lắm. Bạn có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo, hãy gửi về pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.